Nguyên bác sĩ bệnh viện Từ Dũ, Sài Gòn sẽ là một trong các nơi an toàn nhất. Dựa trên khả năng kiểm soát dịch bệnh hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Hồ Mạnh Tường đã đưa ra nhận định đầy lạc quan về tình hình trong tương lai. Thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh liên tục nhận được những thông tin tích cực liên quan đến tình hình dịch bệnh, từ số ca không qua khỏi giảm, tỷ lệ tiêm vaccine cao. Mới đây trên fanpage của Bệnh viện Nhi Đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ lại lời nhận định của bác sĩ Hồ Mạnh Tường, nguyên trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ về tình hình dịch bệnh sắp tới cho thấy bối cảnh đầy tươi sáng. Hồi chưa có vaccine thì nơi an toàn nhất là nơi ít người F0 nhất. Khi bắt đầu có vaccine rồi thì nơi an toàn nhất là nơi có nhiều người đã tiêm vaccine nhất. Sau khi tương đối đủ vaccine, giờ thì nơi an toàn nhất là nơi có nhiều cựu F0 nhất. Vì thế, vài tháng nữa, Sài Gòn sẽ là một trong những nơi an toàn nhất thế giới, đủ vaccine và tỷ lệ cựu F0 rất cao. Sẽ có những ý kiến cho rằng nói ra những lời này vào thời điểm hiện tại là quá sớm khi dịch bệnh vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, nếu nhìn vào những con số, dữ liệu gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh, mọi người sẽ thấy hoàn toàn có thể lạc quan vào kết quả mà bác sĩ Tường nói. Chiều ngày 26 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống COVID thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Tại đây, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID cho biết, số lượng bệnh nhân ghi nhận mỗi ngày tại thành phố đã giảm liên tục. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng nhận định, hiện địa phương đã qua đỉnh điểm của dịch vì nhiều chỉ số như ca mắc mới, ca tử vong, ca thở máy đã giảm sâu trong thời gian qua. Trong ngày, thành phố có 3.512 bệnh nhân COVID nhập viện, nhưng cũng đã có đến 3.495 trường hợp xuất viện. Tổng số cựu F0 từ mùng 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 190.573 người. 24 giờ qua, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca F0 không qua khỏi thấp nhất trong nhiều tháng qua, cho thấy dấu hiệu tích cực đối với ngành y. Tính đến ngày 26 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm tổng cộng 9,4 triệu liều vaccine ngừa COVID. Có 13 địa phương trên địa bàn thành phố đã phủ sóng mũi 1, 100%, gồm quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Quận Bình Tân với tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp nhất cũng đã đạt 86% và các quận huyện còn lại đều đạt 94% trở lên. Hiện thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc tiêm mũi 2 và có một số khu vực đạt tỷ lệ cao trên 50%. Những tín hiệu đầy tích cực về kết quả phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành y tế và chính quyền thành phố. Hy vọng mục tiêu đẩy lùi COVID sẽ sớm đạt được và cuộc sống của bà con sẽ nhanh trở lại. Sáng 27 tháng 9, có 527.926 bệnh nhân COVID đã được chữa khỏi. Số ca F0 nặng đang thở máy ở thành phố Hồ Chí Minh giảm. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 756.689 ca mắc COVID-19. Số ca nhiễm mới trong đợt dịch thứ tư là 752.185, trong đó có 522.747 bệnh nhân khỏi bệnh. Có 16 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Đến nay, có 527.926 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Số F0 nặng đang thở máy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng giảm. Cho đến thời điểm này, tổng số bệnh nhân tử vong là 18.584 ca tại Việt Nam. Trên thế giới trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới với 32.417 ca nhiễm mới, sau đó là Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga đứng đầu với số ca tử vong mới với 805 người, sau đó là Mexico và Iran. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là ba nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 nhất. Số ca mắc COVID tại Mỹ đến nay là trên 43.750.000 ca, trong đó có trên 706.300 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng trên 33.600.000 ca nhiễm, bao gồm trên 447.000 ca tử vong. Brazil xếp thứ ba với trên 21.300.000 ca bệnh và trên 594.400 ca tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân COVID-19 nặng đang thở máy ngày càng giảm. Đến chiều ngày 26 tháng 9, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện thành phố đang điều trị 39.208 bệnh nhân. Số bệnh nhân nặng đang thở máy ngày càng giảm, đến ngày 25 tháng 9 thì chỉ còn 1.918 trường hợp. Trong ngày ghi nhận 131 trường hợp tử vong. Tổng số mũi vaccine đã tiêm cho đến ngày 25 tháng 9 là 9.441.815 mũi. Về việc đánh giá tình hình của thành phố Hồ Chí Minh dựa trên 5 chỉ số thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID trong dự thảo hướng dẫn tạm thời Bộ Y tế vừa công bố, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế thông tin, thành phố đã thành lập 22 đoàn kiểm tra để đánh giá từng quận huyện và phường xã, qua đó sẽ có những đánh giá để biết thành phố đang ở mức độ nào. Bình Dương đã ghi nhận hơn 200.000 ca mắc COVID-19.
Ngày 26 tháng 9, tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.332 ca mắc COVID, giảm 297 ca so với 25 tháng 9. Số ca mắc hiện tại của Bình Dương đã vượt 200.000 ca. Ngày 26 tháng 9, có phường An Thạnh, thành phố Thuận An giảm mức độ nguy cơ từ vùng nguy cơ thành vùng bình thường mới. Về công tác điều trị bệnh nhân COVID, trong ngày 26 tháng 9, Bình Dương có 3.598 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện trong đợt dịch lần thứ tư của tỉnh lên 168.063 người. Hiện còn 39.130 bệnh nhân COVID, trong đó có hơn 28.900 người không có triệu chứng, 4.800 người có triệu chứng nhẹ, sốt, ho, đau họng và hơn 1.200 người diễn tiến nặng, suy hô hấp. Gia Lai ghi nhận 17 ca mắc COVID-19. Ngày 26 tháng 7, Gia Lai ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới với COVID-19, trong đó có 15 trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tổ 11 phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, 2 trường hợp liên quan đến dự án điện gió La Lê, huyện Chư Pư và La Pết, huyện Đắk Đoa. Ngay sau khi ghi nhận các ca mắc mới, Gia Lai tiến hành các công tác phòng chống dịch COVID. Lực lượng chức năng khẩn trương khoanh vùng diện rộng tổ 11 phường Hoa Lư, phong tỏa hẹp đối với các khu vực có mốc dịch tễ liên quan đến các chùm ca bệnh này. Lực lượng chức năng tiếp tục xét nghiệm cộng đồng đối với tổ dân phố 11 phường Hoa Lư, trường tiểu học Bùi Dự, xét nghiệm trọng điểm tại chợ Hoa Lư và các hộ gia đình tại tổ dân phố 9, 11, 12 và làng ốp thuộc phường Hoa Lư, tạm dừng việc học đối với trường tiểu học Bùi Dự và khẩn trương tiến hành đánh giá lại đối với bệnh viện đa khoa tỉnh. Đến ngày 26 tháng 9, Gia Lai ghi nhận 547 trường hợp mắc COVID, hiện nay có 282 trường hợp đã khỏi bệnh, 2 ca tử vong, 263 người đang tiếp tục được điều trị. Tin sáng 27 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ dương tính vùng đỏ, cam, giảm, Hà Nội 48 giờ không có COVID-19. Theo thông tin từ CDC thành phố Hồ Chí Minh, hiện các quận huyện của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nhận tiêm vét các trường hợp chưa tiêm mũi 1, tiêm mũi 2 cho người đủ thời gian. Tổng cộng đến nay đã tiêm được trên 9.400.000 mũi tiêm. Về xét nghiệm, thành phố Hồ Chí Minh có trên 2,3 triệu hộ dân, trong đó trên 386.850 hộ dân thuộc vùng đỏ, trên 171.930 hộ dân thuộc vùng cam. Toàn thành phố trong 6 đợt xét nghiệm có kết quả vùng cam và đỏ, thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Xét nghiệm toàn thành phố trong 6 đợt có kết quả vùng cam và đỏ, thực hiện lấy mẫu bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh với tỷ lệ dương tính, giảm từ 3,7% trong đợt 1 xuống còn 1,1% trong đợt 6. Đối với vùng xanh, cận xanh và vàng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR gộp theo đại diện hộ gia đình, tỷ lệ dương tính vùng xanh, cận xanh và vùng vàng lần lượt giảm từ 0,9% và 1,8% trong đợt 1 xuống còn 0,7% và 0,9%. Lấy mẫu xét nghiệm trong đợt 7 triển khai theo công văn số 3113 vào ngày 20 tháng 9 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Tỷ lệ dương tính ở vùng đỏ và vùng cam hiện đang là 0,3%, tiếp tục giảm mạnh so với đợt 6. Trong báo cáo kế hoạch phòng chống dịch đến 30 tháng 9, Sở Y tế thành phố đưa ra nhiều đề xuất để Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị Bộ Y tế, Chính phủ. Kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế tiếp tục phân bổ thêm vaccine phòng COVID, đóng góp và kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành các tiêu chí giúp đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ dịch bệnh cùng các biện pháp đáp ứng khả thi phù hợp với tình hình điều kiện kinh tế xã hội của thành phố, nhằm nâng cao năng lực cho hệ thống y tế, đảm bảo sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở Y tế thành phố kiến nghị bổ sung các chính sách quy định tạo điều kiện cho phát triển nguồn nhân lực y tế cơ sở. Sớm bổ sung nhiều loại hình nhân viên y tế cần thiết cho hoạt động y tế cơ sở, điều chỉnh mức lương cơ bản phù hợp, động viên thu hút nhân viên y tế về công tác tại y tế cơ sở, mở rộng loại hình khám chữa bệnh tại nhà và cho phép xã hội hóa các hoạt động khám chữa bệnh tại các trạm y tế, có cơ chế chính sách cho y tế tư nhân tham gia phòng chống dịch. Chiều 26 tháng 9, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Hồ Chí Minh lý giải việc thành phố xin áp dụng quy định riêng để mở cửa nền kinh tế là do dự thảo hướng dẫn của Bộ Y tế có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn ở thành phố. Ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố có công văn số 3165 gửi Thủ tướng về việc xin ý kiến áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế. Theo văn bản này, thành phố có hai đề nghị. Thứ nhất, cho phép áp dụng quy định riêng để thực hiện quyết định của Thủ tướng, từ đó có thể mở cửa nền kinh tế. Thứ hai là ưu tiên vaccine cho thành phố và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm sớm đạt độ bao phủ theo quy định của hướng dẫn. Ông Hải lý giải, theo dự thảo hướng dẫn về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID của Bộ Y tế, có một số điểm chưa phù hợp với tình hình thực tiễn phòng chống dịch tại thành phố, cũng như chưa phù hợp với tính thực tiễn về lịch sử, địa lý dân số của thành phố. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng cho thành phố một quy định riêng nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế tại địa bàn thành phố. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện dự thảo hướng dẫn về thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID đang trong quá trình xây dựng và tiếp thu các ý kiến góp ý, trong đó có ý kiến từ thành phố Hồ Chí Minh và sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn. Hà Nội 48 giờ không ghi nhận ca COVID-19 mới. Trong vòng 48 giờ qua, Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đây là lần đầu tiên tính từ ngày 5 tháng 7 khi dịch bùng phát trở lại, Hà Nội không ghi nhận ca bệnh trong chẵn 2 ngày.
Trong ngày, Hà Nội đã xét nghiệm hơn 5.360 mẫu, kết quả đều âm tính. Tính đến tối 26 tháng 9, Hà Nội đã tiêm được trên 6,81 triệu mũi tiêm, trong đó có 5,788 triệu mũi 1, đạt 96,15% dân số trên 18 tuổi, trên 1 triệu mũi 2, đạt 17,06% dân số trên 18 tuổi.